điền nguyện vọng khối ngành gì, chọn nghề nghiệp ra sao. Bí kíp hướng nghiệp người trong môn nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay sẽ là bài viết Khủng hoảng tuổi 20, làm gì khi không biết phải làm gì của tác giả Husky WannaFly. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung bài viết này nhé. Vào độ tuổi 20, chúng ta luôn phải đối mặt trước một rừng những sự lựa chọn. Các cột mốc lớn như bước vào cánh cửa trường đại học hay bắt đầu một sự nghiệp khiến không ít bạn trẻ hoang mang vì sẽ chẳng có công thức chung dẫn đến thành công cho tất cả mọi người. Bạn còn trẻ, bạn muốn lên kế hoạch chi tiết cho cuộc đời mình, đặc biệt là sự nghiệp. Nhưng tương lai là một màn sương mù phía trước với quá nhiều ẩn số. Bạn cảm thấy khủng hoảng bởi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tin vui là không chỉ mỗi mình bạn cảm thấy hoang mang như vậy, mà hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy không biết phải làm gì trong thời điểm này. Là một người cũng đã trải qua khủng hoảng tuổi 20 và vượt qua nó, tôi hy vọng bài viết này của mình sẽ giúp các bạn phần nào giải quyết được những rắc rối trong tâm trí và sáng suốt hơn khi nghĩ về tương lai. Đừng kỳ vọng một nghề nghiệp ổn định. Có những người hay nhìn cuộc đời như một dự án. Họ luôn cố gắng lên kế hoạch rất chi tiết và cụ thể cho cuộc sống, sự nghiệp và chỉ thực hiện kế hoạch đó khi họ đã trả lời được các câu hỏi cần thiết. Hẳn bạn vẫn thường nghe những lời khuyên như phải trả lời được câu hỏi tại sao trước khi đi du học rồi hãy đi. Phải trả lời được câu hỏi tại sao bạn cần học đại học rồi hãy học đại học. Phải trả lời được câu hỏi bạn là ai, bạn muốn gì thì bạn mới tìm được đường đi cho sự nghiệp của bạn. Thực tế, việc tự đặt ra các câu hỏi này là cần thiết và bạn nên buộc bản thân phải động não trước những quyết định lớn. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng tìm ra được câu trả lời đúng ngay từ lần đầu tiên. Giả sử bạn thi vào đại học và chợt nhận ra câu trả lời bạn nghĩ là chính xác 3 tháng trước đó giờ hóa ra hoàn toàn sai. Vậy bạn sẽ làm gì? Dừng học đại học, cố gắng trả lời một loạt các câu hỏi nữa rồi lại bắt đầu tiếp. Bạn đã hoàn thành được một kỳ ở trường đại học bên nước ngoài và nhận ra rằng đây không phải là con đường mình muốn đi tiếp. Bạn sẽ làm gì? Hoặc bạn vào được công ty mình luôn mong ước và rồi nhận ra rằng những gì bạn trải qua khác hoàn toàn với kỳ vọng. Bạn sẽ làm gì? Tôi cho rằng nếu bạn lên một kế hoạch quá chặt chẽ với những kỳ vọng quá lớn lao thì khi rơi vào những tình huống kể trên, hẳn bạn sẽ cảm thấy rất mắc kẹt. Việc ngay lập tức có câu trả lời cho mọi vấn đề là điều phi thực tế. Nếu tôi đưa ra một lời khuyên về sự nghiệp và phát triển bản thân dành cho người trẻ thì đó là hãy luôn đón nhận sự bất định. Điều này đúng không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn ở bệnh viện vĩ mô của xã hội. Vào tháng 10 năm 2008, nền kinh tế Mỹ đang chao đảo bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính lớn nhất kể từ năm 1933. Chưa bao giờ nước Mỹ rơi vào tình trạng tuyệt vọng như thế khi mà các ngân hàng không biết họ có thể sống nổi qua cuộc khủng hoảng hay không và tuổi thọ của các công ty tính bằng tháng. Hàng chục triệu người bị sa thải hoặc quá chán nản phải bỏ việc. Và trong bối cảnh đó, các thượng nghị sĩ Mỹ đã hỏi Alan Greenspan chuyện gì đã xảy ra và ông đã trả lời rằng tôi vẫn không hiểu được tại sao chuyện này xảy ra. Alan Greenspan là ai? Ông là người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, người mà những quyết định của ông có thể khiến hàng trăm tỷ đô la đi ra hoặc đi vào nước Mỹ và là người mà các chuyên gia trên thế giới kỳ vọng có thể biết những gì mà bản thân họ không biết. Vậy mà ông đã nói rằng ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra và là con người, chúng ta không đủ thông minh, chúng ta không thể thấy được các sự kiện xảy ra trong tương lai xa. Và ngay cả khi nhìn lại thì cũng vẫn rất khó để giải thích vì sao chúng ta không thể tiên đoán trước được sự kiện này. Chúng ta thấy được gì qua câu nói này của ông? Một trong những người được coi là có hiểu biết sâu sắc nhất với nền kinh tế. Điều đó chẳng phải phản ánh rằng thế giới mà chúng ta đang sống là quá phức tạp và hầu hết những gì ta chuẩn bị cho tương lai đều bị thay đổi bởi những sự kiện chẳng bao giờ có thể nhìn thấy trước. Rất nhiều điều tưởng chừng như ổn định và vững chắc có thể biến mất rất nhanh. Các ví dụ tiêu biểu có thể kể đến sự đi xuống của ông lớn Sony, vốn thống trị hàng điện tử ở Việt Nam trong 10 năm trước. Hay sự suy yếu của ngành công nghiệp xe hơi ở Đức, vốn là kết tinh của kiến thức và kinh nghiệm của những đầu óc xuất sắc nhất trong hơn 100 năm qua. Sự đi xuống này chỉ mới xuất hiện trong 5 năm gần đây với sự phát triển của xe điện Tesla, cũng như các vấn đề biến đổi khí hậu ngày một cấp bách, khiến cho các quốc gia ở châu Âu nâng chuẩn khí thải lên mức cao hơn rất nhiều. Điều cốt lõi các bạn trẻ cần hiểu là một tương lai ổn định đi theo đúng kế hoạch định sẵn chỉ là một ước muốn chứ không phải là một thực tế. Khi hiểu rõ điều này, chúng ta thấy rằng những lời khuyên mà các bạn trẻ đang nhận được thật ra cần phải linh hoạt hơn nữa.
Mặc dù chuyện hạch định tương lai là cần thiết, nhưng việc phải lên kế hoạch cuộc đời 10 năm tới là không dễ dàng và không khả thi. Vì thế, người trẻ ngày nay bỗng dưng chịu rất nhiều áp lực và cảm thấy hoang mang hơn thế hệ cha mẹ họ xưa kia rất nhiều. Loại bỏ các nhãn mác. Nếu bạn có câu trả lời cho những câu hỏi như mình là ai, tại sao mình lại ưa thích việc mình đang làm ngay từ lúc khi còn đi học thì rất tốt. Nhưng nếu chưa xác định được rõ thì cũng đừng hoảng loạn. Và cũng đừng thất vọng nếu câu trả lời mình tưởng là đúng trên thực tế, hóa ra lại sai. Chấp nhận sự bất định có nghĩa là loại bỏ một mục tiêu không thực tế và giải phóng tâm trí chúng ta khỏi những ràng buộc trong trí tưởng tượng, khiến chúng ta sẵn sàng đương đầu với những khó khăn không lường trước được tốt hơn. Nhưng cụ thể là phải làm gì để giải phóng tâm trí? Tôi nghĩ rằng một trong những cách giúp bản thân có thể đối đầu với những khó khăn đó chính là bỏ bớt các nhãn mác mà chúng ta tự gán cho bản thân mình. Chúng ta thích xác định mình là người như thế nào, chúng ta quan tâm, tò mò người khác nghĩ gì, nhưng chúng ta tò mò về chính mình nhiều hơn thế. Chúng ta muốn biết liệu mình là người hướng nội hay hướng ngoại, là người có khiếu về thẩm mỹ hay thiên về kỹ thuật, là người thích yên tĩnh hay thích náo nhiệt. Hoặc chúng ta biết mình là ai qua cách ta phản ứng với tình huống hoặc đưa ra lựa chọn. Đó là tại sao các bài kiểm tra tâm lý vui lại luôn đưa ra các tình huống khó xử, như trong ba hình vuông, tròn, tam giác, bạn sẽ chọn hình nào? Tại sao chúng ta lại thích đi coi bói dù chúng ta không thực sự tin vào chúng lắm? Lý do là vì khi đi coi bói, chúng ta được nghe một người khác nói về mình, chúng ta cảm thấy xác định được bản thân mình là người thế nào, và vì thế chúng ta cảm thấy an tâm. Tôi đồng ý rằng hiểu được bản thân là một điều tốt, nhưng có quá nhiều người luôn bám víu vào những nhãn mác sẵn có, nhờ cậy chúng xác định giùm họ xem họ phải làm gì thay vì tự suy nghĩ cho bản thân mình. Các nhãn mác đó như mở đường tắt cho suy nghĩ trong đầu bạn, nhưng nó vô tình tạo ra các rào cản gò bó chúng ta lại. Tôi là người hướng nội nên tôi im lặng trong các buổi nói chuyện, không thích đi tiệc cuối năm với các bạn trong lớp. Tôi không giỏi về tính toán nên tôi sẽ không cố gắng học hiểu các môn toán trên đại học, chỉ ráng sao cho đủ điểm qua môn. Tôi không giỏi về thuyết trình nên tôi sẽ nhường phần trình bày cho bạn của mình. Ở công ty, do tôi không giỏi về giao tiếp nên tôi sẽ để đồng nghiệp lo hết phần gặp gỡ với khách hàng. Ngoài ra, còn có các nhãn mác mà người khác gắn cho chúng ta. Có lẽ rất nhiều người ở Việt Nam từ nhỏ đã được dạy dỗ rằng họ được làm gì và không được làm gì, phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi, địa phương sinh sống hoặc truyền thống gia đình. Có thể nếu là phụ nữ thì không nên kinh doanh buôn bán, nam giới thì không nên làm về nghệ thuật nhảy múa, con gái thì nên học ngành nhẹ nhàng ít đi lại nhiều như kế toán, nhân sự, không nên đi du học xa, con trai thì nên học về kỹ thuật. Tôi không nói rằng chúng ta phải gỡ bỏ hết các nhãn mác này, mà chúng ta nên có càng ít nhãn mác càng tốt để không bị gò ép vào khuôn khổ. Tại sao không thể vừa hướng nội vừa hướng ngoại? Tại sao không thể yêu thích thẩm mỹ khi chuyên môn của bạn là lập trình? Khi không còn chú ý đến việc phải làm sao cho sống vừa một khuôn mẫu, chúng ta sẽ có thời gian và tâm trí hơn để tập trung vào việc phát triển bản thân và sự nghiệp. Đam mê hay tài chính? Một nỗi trăn trở khác thường gặp ở các bạn trẻ đó là không biết nên chọn con tim hay là ngay lý trí. Nói cách khác là theo đuổi đam mê hay là chọn một công việc nào đó giúp ta có nguồn tiền dồi dào và ổn định. Tôi nghĩ rằng có một lời khuyên dành cho các bạn ở độ tuổi 20 từ tỷ phú Ray Dalio, một trong những người thông thái nhất hiện nay, đó là: để có số tiền mong muốn và một sự nghiệp đúng như kỳ vọng, mỗi người cần có sự sáng tạo và linh hoạt trong cuộc sống. Ông còn nhấn mạnh hơn rằng, để có được một cuộc sống tốt nhất, bạn cần đủ tiền để chi trả cho mọi thứ bạn cần và một công việc đầy ý nghĩa. Và để đạt được hai thứ này, bạn cần phải cho người khác thứ họ cần. Đó là thực tế cuộc sống. Bạn được trả tiền để cung cấp cho người khác thứ mà họ cần, và đổi lại bạn có tiền để mua thứ bạn cần. Trên đời chẳng ai muốn bị buộc phải làm một công việc mà họ không thích. Mọi người đều xứng đáng với sự nghiệp mà họ ước muốn. Đó chính là câu đối chung của mọi người sinh sống trên trái đất này. Mặc dù khó, nhưng nếu tìm được cách giải quyết, bạn sẽ trở thành người có thể tạo ra những đóng góp to lớn cho xã hội. Nếu không tìm ra được câu trả lời cho chính mình, chúng ta sẽ rơi vào một trong ba trường hợp. Một là người trẻ rất có nhiệt huyết nhưng không rõ phải làm sao để kiếm đủ tiền giúp mình theo đuổi được mục tiêu đặt ra. Hai là nhóm những người có tay nghề cao và lâu năm kinh nghiệm, kiếm rất nhiều tiền nhưng cảm thấy bế tắc trong cuộc sống và không thể dừng làm việc được. Ba là nhóm người không giỏi thứ gì và cũng không biết mình muốn làm gì, như mảng bèo trôi trên dòng đời, cuộc sống đến đâu thì đến. Nhóm người trẻ đầu tiên rất dễ biến thành nhóm người thứ ba nếu họ thất bại nhiều lần và chịu thiệt hại về tài chính.
đến thời điểm một người phải lựa chọn xem bạn nên xuất phát từ đâu trước, đam mê hay tài chính, thì lời khuyên của tôi sẽ là hãy bắt đầu từ tài chính. Ấy, đừng vội hiểu lầm, tôi không khuyên bạn đi chạy Grab kiếm tiền thay vì tìm một công việc phù hợp với chuyên môn, dù chạy Grab thu nhập đôi khi còn tốt hơn sinh viên mới ra trường. Lời khuyên này có ý nghĩa trong một giai đoạn dài hạn hơn, tức là bạn nên hướng tới những công việc mà trong tương lai bạn có thể dùng kỹ năng cứng để tạo ra nhiều giá trị và bạn nhận lại thu nhập tương xứng. Lý do cần hiểu tầm quan trọng của tài chính là vì sẽ có ai đó phải chi trả cho đam mê của bạn, nếu không phải là bạn thì sẽ là bố mẹ của bạn. Sau khi ở với bố mẹ 18 năm, bạn có nghĩ rằng mình nên tiếp tục bắt bố mẹ gánh chịu rủi ro cho việc bạn theo đuổi đam mê? Khi tập trung vào yếu tố tài chính, chúng ta buộc phải sống có trách nhiệm hơn, biết nhìn xa trông rộng. Chúng ta buộc phải trở nên khôn ngoan để tìm ra cách tạo ra dòng tiền vững bền. Và đó có thể là tập trung phát triển kỹ năng chuyên môn tốt đến mức mọi người sẵn sàng trả lương cao vượt mức thị trường để mời về làm. Hoặc là tự học về đầu tư và biết cách đưa tiền vào các tài sản có tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh. Tôi không đồng ý với những câu nói mà người ta hay dùng để tự trấn an bản thân, như cuộc sống thì quá ngắn để mãi theo đuổi tiền bạc, và do đó hãy luôn đặt đam mê lên hàng đầu. Bởi vì khi bạn có thể kiếm được nhiều tiền một cách hợp pháp, có nghĩa là những gì bạn làm mang đến rất nhiều giá trị cho người khác, và ngược lại, nó cũng sẽ đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn. Có thể mọi người phản đối và nói rằng họ đang bán thân cho đồng tiền, nhưng tôi là nhìn theo góc nhìn là họ đang rèn luyện kỹ năng hơn. Một kỹ năng giúp bạn kiếm được nhiều tiền trong một lĩnh vực cũng có thể giúp bạn dễ dàng kiếm được nhiều tiền trong lĩnh vực khác khi bạn bỏ công việc cũ. Tôi tin trong thời đại số này, các kỹ năng đều hoàn toàn có thể áp dụng được cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Một kỹ năng chuyên sâu khi còn trẻ sẽ là lợi thế lớn, là tài sản vô hình giúp tạo ra một dòng tiền ổn định ngay từ ban đầu, giúp chúng ta có thể tích lũy được các tài sản trị giá sinh lời lớn như cổ phiếu, cổ phần, bán quyền trí tuệ hay bất động sản. Những thứ này sẽ giải phóng tâm lý con người để họ có thể tập trung rèn luyện những thứ họ thích từ trước, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thử. Tôi may mắn quen được một bác lớn tuổi là quản lý một công ty phần mềm. Khi công ty đã đứng vững trên thị trường và đem về thu nhập tốt, bác dành thời gian để tập đàn dương cầm nhằm thỏa mãn đam mê âm nhạc từ nhỏ. Sau nhiều năm tập luyện song song với việc vận hành công ty, bác đã có thể chơi như một nhạc công thực thụ. Tôi cũng quen được những kỹ sư trung niên thành đạt. Khi thoải mái, họ bắt đầu làm những điều họ yêu thích như hội họa, học về phim hoặc điện ảnh. Nói vậy, không có nghĩ rằng chúng ta phải hạ thấp niềm đam mê cháy bỏng của bản thân. Có nhiều người khi còn rất trẻ đã kết hợp được thứ họ giỏi và đam mê của họ. Và do đó, họ có thể dốc hết sức cho một công việc mang lại rất nhiều sự thoải mái về tài chính. Tuy nhiên, đó là thiểu số trong xã hội và phần lớn chúng ta sẽ luôn phải dằn vặt với thứ mà mình muốn làm và thứ mình phải làm. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta phải nâng cao giá trị bản thân thông qua rèn luyện các kỹ năng thiết yếu, và từ nền tảng đó, chúng ta có thể phát triển các kỹ năng khác phục vụ cho đam mê của mình. Tôi nghĩ rằng các bạn trẻ nên bắt đầu bằng cách xác định xã hội này muốn gì và rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được nhu cầu này, từ đó gây dựng một sự nghiệp. Không nên quá bận tâm vào những định kiến, suy nghĩ cố hữu mà chính họ hoặc người khác đã gán vào bản thân. Đừng tin rằng có một thứ gọi là cuộc sống ổn định, bởi vì xã hội này đã thay đổi liên tục đến mức chỉ việc phân tích được chuyện gì đang xảy ra đã là một kỹ năng hiếm. Bạn có thể nhìn lại và thấy ở Việt Nam trong 7-8 năm trước không có những động từ như là đi Grab, xem Netflix hay ship hàng. Cuối cùng là đừng cố gắng tìm ra câu trả lời cho mọi thứ rồi mới bắt tay vào làm. Bạn sẽ luôn có câu trả lời, nhưng phần lớn nó sẽ sai. Dẫu vậy, điều đó không quan trọng, miễn là bạn luôn sáng tạo và thích nghi. Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết. Hy vọng là các bạn sẽ thích video lần này. Các bạn có thể để lại những nhận định của mình về bài viết ở phần bình luận bên dưới nha. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spyroom, còn mình là Nam.